thuyền du lịch sử dụng động cơ điện. Dòng nước ở đây trong vắt. Saint Bartholomew là một nhà thờ công giáo trên bán đảo Hisau, một cuộc hành hương hàng năm được tổ chức tại đây vào tháng 8, để vinh danh Thánh Bartholomew, vị thánh bảo trợ của nông dân và các nhà sản xuất. Gần đó là một ngôi nhà của người dân. Dài hơn 7,5 km, Königssee được nuôi dưỡng bởi suối nước ngầm. Nó là nơi lạnh nhất trong tất cả các hồ của Bavaria, nước rất lạnh ngay cả trong mùa hè. Ở độ cao 700 mét, Berchtesgaden là một trong những khu nghỉ mát lớn nhất ở Bavaria. Vươn cao phía trên thung lũng là núi Oatmann, đỉnh núi cao thứ ba ở nước Đức, có thể nhìn thấy từ trung tâm thị trấn. Lâu đài Berchtesgaden đã từng là một tu viện dòng thánh Augustino. Adolf Hitler có biệt thự kỳ nghỉ ở gần đó, trong dãy núi Kesten, được bao quanh bởi một mạng lưới các bon ke, được quân đồng minh gọi là tổ chim đại bàng. Trở lại trung tâm của thị trấn, tới cửa hiệu của Eichner. Ở đây, bạn có thể sắm cho mình chiếc quần bằng da được may đo theo truyền thống thuần túy nhất của Bavaria. Anh Kerbert làm việc ở đây với con trai mình, sau khi tiếp quản công việc kinh doanh từ chính người cha. Quần da của chúng tôi được làm từ da hiêu địa phương. Nó được thuộc ở Áo. Sau đó, chúng tôi cắt ở đây. Việc may đo được thực hiện ngay tại đây. Sau khi đã đặt hàng, khách hàng của chúng tôi phải đợi gần 2 năm mới nhận được hàng. Mọi thứ được thực hiện bằng tay ở đây, nó không phải là một nhà máy. Điều đó giải thích tại sao việc may đo mất nhiều thời gian như vậy. Truyền thống này vẫn tồn tại ở đây tại Bavaria. Chúng tôi vẫn mặc quần sóc làm bằng da. Tất cả công việc thêu được thực hiện bằng tay, đòi hỏi chú ý nhiều đến các chi tiết. Tất cả phụ thuộc vào số lượng mũi khâu và hoa văn thêu. Trung bình phải mất từ 25 đến 60 giờ làm việc để thêu cho một chiếc quần làm bằng da. Giá dao động từ 1.000 đến 3.000 euro. Tiếp đến là lựa chọn dây đai, cũng được trang trí phong phú. Ở Munich chẳng hạn, người ta thích quần sóc có trang trí màu vàng. Ở đây tại Berchtesgaden, chúng tôi thích màu xanh lá cây nhạt hoặc tối. Đây là một loại hình thêu phổ biến ở Áo. Phía dưới thung lũng, đây là một trong nhiều nhà máy bia thủ công mọc lên ở Bavaria. Ở Bad Reichenhall, bàn tiếp tân thể hiện sự chào đón nồng nhiệt. Các thùng lên men nằm trong một tòa nhà liền kề, chúng có từ thế kỷ trước, nhưng đã được cải tiến theo các tiêu chuẩn hiện đại. Lúa mạch được trồng ở khu vực này, nhưng thực sự là chính nước suối từ những ngọn núi mang đến hương vị đặc biệt cho bia. Năm tới, doanh nghiệp của chúng tôi sẽ kỷ niệm 525 năm thành lập. Chúng tôi rất tự hào vì đã có thể duy trì truyền thống này trong một thời gian dài. Công ty sản xuất 19 loại bia và thường xuyên nhận được giải thưởng trong các cuộc thi. Một phần thiết yếu của bất kỳ nhà máy bia Bavaria tự tôn nào là vườn bia, một khu vườn hoặc khoảnh sân nơi bạn có thể uống bia ngoài trời.
Chúng tôi ủ 19 loại bia khác nhau. Tất cả đều có chất lượng rất cao. Hàng năm, chúng tôi giành được huy chương vàng do Hiệp hội ẩm thực trao tặng. Cách đó vài km về phía nam, Hồ Kim Di là một khung cảnh trong mơ với dãy Alper làm nền. Không có gì đáng ngạc nhiên khi vua Ludwig II xứ Bavaria đã chọn một trong những hòn đảo của mình để xây dựng cung điện. Cung điện Herrenhäuser, đảo của các quý ông, nằm ở ngoài Oprien, từng là một tu viện dòng thánh Augustino. Các tòa nhà còn đứng vững đến ngày nay được xây dựng từ năm 1645 đến năm 1730 trên nền móng thời Trung Cổ. Lâu đài Herrenkensi cũng được Ludwig II xây dựng vào năm 1878. Người ta nói rằng bản sau này của lâu đài Vexay đã được xây dựng để tỏ lòng tôn kính với thần tượng của nhà vua xứ Bavaria, vua mặt trời, Louis thứ 14. Mặc dù được xây dựng với chi phí rất lớn, song Ludwig II chỉ dành tổng cộng 10 ngày ở đây. Đối diện làng Gerstadt là Frau Insel, đảo của các quý bà, một hòn đảo thực sự quyến rũ. Nơi đây cuộc sống của các ngư dân thật yên bình. Tu viện dòng thánh Benedict được thành lập vào năm 782. Những năm hoàng kim của nó là giữa thế kỷ 11 và 15. Ngày nay khoảng 30 nữ tu vẫn sống ở đây, cách xa thế giới hiện đại. Có chừng 300 người sinh sống trên hòn đảo chỉ rộng 300 mét và dài 600 mét. Các ngư dân đánh bắt số lượng lớn cá chó và cá rô. Họ cũng bắt lươn và hun khói chúng trên bến cảng. Là nạn nhân từ sự thành công của chính mình, khung cảnh yên bình của hòn đảo bị phá vỡ vào mùa hè khi khách du lịch đến thăm. Đến nỗi người dân chỉ mong sao thuyền của du khách bị hỏng. Về phía bắc là Tegernsee, một trong những hồ lớn của Bavaria. Dài khoảng 6,5 km, nằm cách Munich 50 km. Hồ này được nuôi dưỡng bởi những dòng suối từ những đỉnh núi xung quanh. Chúng tôi di chuyển chậm rãi trên những chiếc thuyền cũ như thế này. Nó chẳng khác một hiện vật bảo tàng. Thị trấn lâu đời nhất trên hồ cũng được gọi là Tegernsee. Tu viện ở đây được thành lập vào thế kỷ thứ 8, là nơi có cộng đồng Benedict lớn nhất ở Bavaria cho đến năm 1803. Hồ có một lượng lớn cá như cá hồi vàng và cá chép. Trên bờ đối diện, các trang trại cũ đã được cải tạo thành những ngôi nhà mùa hè đắt tiền. Vào buổi tối, một nghi thức quen thuộc lại diễn ra. Mọi người cùng nhau thưởng thức buổi hòa nhạc Blast Music và tiết mục truyền thống của người Bavaria. Vào tháng 6, mọi người tận dụng thời tiết đẹp và buổi tối kéo dài để tận hưởng các lễ hội mùa hè. Tối nay, câu lạc bộ trượt tuyết Bad Easy tổ chức một bữa tiệc ngoài trời dưới chân dốc trượt tuyết. Ban nhạc địa phương đang biểu diễn, mọi người mặc các trang phục truyền thống. Gia đình và bạn bè cùng nhau uống bia và ăn món xúc xích trắng ngon lành. Lợi nhuận thu được từ sự kiện này sẽ được dành cho câu lạc bộ đào tạo những người trượt tuyết trẻ tuổi.
xa hơn xuống dưới đồi, vùng hồ lại yên bình. Bed Easy được biết đến với những khoảnh sân trong của các căn nhà gỗ đẹp đẽ. Trong căn nhà gỗ của Tony Fisher Weber có một lò rượu nhỏ rất nổi tiếng trong khu vực. Tony sản xuất Idan Brand, một loại rượu mạnh chất lượng cao. Ông phát triển một doanh nghiệp gia đình nhỏ. Ban đầu họ trưng cất rượu trong hầm rượu của gia đình. Sản phẩm lên men được cho vào trong cỗ máy này. Bình đun được đổ đầy. Nước được đun nóng trong nồi hơi. Hỗn hợp nước và cồn đi lên vào trong bộ phận hình đầu chuông. Sau đó nó đi vào đường ống này và từ đó tiến vào bình hình trụ. Có 3 buồng trong đó. Chỉ có hương vị và tinh chất tốt nhất mới có thể tiến vào trong khoang tiếp theo. Sau đó nó đi lên trên đỉnh rồi vòng qua phía bên kia trước khi đi vào bộ ngưng tụ và tinh chất trưng cất đi ra từ đây. Chúng tôi rót tinh chất rượu táo đã trưng cất vào một cái thùng gỗ. Chiếc thùng này ở đây được làm bằng gỗ rẻ gai. Đây chính là rượu táo. Vâng, tất cả những quả táo đến từ quanh đây. Hầu hết đến từ các cánh đồng của chúng tôi hoặc từ những người hàng xóm gần đó. Trên những ngọn đồi quanh hồ, tại Quimbeck Roy, Alex Wiedemann nuôi cá hồi. Hương vị cá hồi sông khói của ông rất nổi tiếng. Ở đây, chúng tôi bắt đầu hun khói cá hồi cầu vồng và cá hồi trắng. Đó là loại cá mà khách hàng của chúng tôi thích nhất. Chúng rất phổ biến. Đó là cá hồi cầu vồng. Những con cá hồi này được cho ăn lâu hơn một chút. Đó là lý do chúng to lớn hơn hầu hết các loài cá hồi khác. Chúng có thịt màu hồng nhờ loại thức ăn đặc biệt. Đó là loài cá được tìm thấy ở vùng núi Alper của Đức. Đầu tiên, chúng tôi treo cá lên, rồi chúng tôi đốt củi. Việc hun khói kéo dài từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Không như khu vực Tegernsee, các thung lũng Van Bert được dành cho nông nghiệp nhưng vẫn có vài dốc trượt tuyết ở đó vào mùa đông. Martin Wiesner, một thợ làm mũ trẻ tuổi tài năng sở hữu trang trại này. Chỉ mới 33 tuổi, anh được các chuyên gia giỏi nhất ở Đức và Áo dạy nghề. Hôm nay, anh nhận được một danh sách đặt hàng. Đây là nguyên liệu thô mà chúng tôi nhận được. Đó là bộ lông thỏ. Và đây là những gì chúng tôi dùng để làm chiếc mũ Bavaria. Cần khoảng 12 con thỏ để làm một chiếc mũ kích thước trung bình.
Nỉ được kéo dài trên một khối gỗ hình mũ và vành được ủi phẳng. Ở đây, chúng ta thấy kích cỡ của mũ. Điều quan trọng nhất là chiếc mũ ôm vừa vặn xung quanh các cạnh của mẫu gỗ để vừa với kích cỡ đầu của người đội. Ở đây là cỡ 60. Đây là một chiếc mũ thỏ truyền thống. Đây là một chiếc mũ rơm. Cả hai đều có hình dạng giống nhau. Ở đây, ở Bavaria, chúng tôi đội mũ hơi nghiêng sang một bên. Chúng tôi đội mũ rơm trong các lễ hội ngoài trời và khi mặt trời chiếu sáng. Chúng rất nhẹ. Chúng được làm bằng rơm. Chiếc này ở đây, chúng tôi đội trong thời tiết xấu hoặc khi đi săn, rất phù hợp. Đây là một chiếc mũ Bavaria điển hình, màu xanh đặc trưng. Chúng tôi đội nó khi trời nắng và trong các lễ hội. Đội mũ vẫn là một truyền thống mạnh mẽ ở đây, bất kể ở độ tuổi nào. Mọi thế hệ ở đây đều đội mũ. Bây giờ chúng ta hãy đi đến phía đông của Bavaria tới Passau, gần biên giới Áo và Séc. Passau còn được gọi là thành phố của ba con sông nằm ở ngã ba sông Danube, sông Inn và Iser. Passau chỉ trở thành một phần của Bavaria vào năm 1803. Công quốc độc lập này trước đây được cai trị bởi các hoàng tử giám mục cai trị một giáo phận rộng lớn bao trùm toàn bộ thung lũng sông Danube cho tới Viên. Tản bộ dọc theo bờ sông đem lại cảm giác dễ chịu vào mùa hè. Nhưng vào mùa đông, nó có thể là một cơn ác mộng. Tuyết tan và mưa lớn thường xuyên tràn lên bờ. Cột đo nước ở trung tâm thị trấn này đánh dấu mức độ ấn tượng của trận lụt năm 1301 và 2013. Năm 1661, thị trấn bị phá hủy trong một đám cháy, được xây dựng lại theo phong cách Baroque, điển hình là tòa thị chính và các tòa nhà xung quanh. Nhà thờ Saint-Stéphane ở Passau được xây dựng vào năm 1693 như một biểu tượng cho quyền lực của giám mục và các hoàng tử. Cũng được xây dựng theo phong cách Baroque, nhà thờ có những bức bích họa được vẽ bởi các nghệ sĩ người Ý theo trường phái Genova. Gian giữa rộng lớn được trang trí bằng nhiều bức bích họa. Nhà thờ Passau có đàn đại phong cầm lớn nhất châu Âu. Nó là niềm tự hào của thị trấn. Brigitte Fehr thường tổ chức các buổi hòa nhạc dành cho du khách đến nhà thờ, nhưng đôi khi không có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Thực sự có 5 cây đàn ở đây. Đây là đàn chính. Có đàn gospel của Pháp, kia là đàn Ispiter của Ý. Bên trái trong thánh đường là đàn Chancer, và ở giữa là đàn Echo. Passau cũng nổi tiếng với các nhà máy bia thủ công và sản phẩm của nó khá đặc biệt. Cảm ơn rất nhiều. Mời cô. Chúng tôi có một loại bia rất đặc biệt ở đây.
Đó là một phần truyền thống của chúng tôi. Đó là bia Zwitter, một loại bia không được lọc. Chúng tôi cũng gọi nó là bia hầm, vì chúng tôi dự trữ nó trong hầm. Đó là sở thích của tôi. Chúc mừng. Pháo đài Vester Oberhau có thể được nhìn thấy từ mũi của hòn đảo, chia tách sông Danube với sông Inn. Thành trì cũ này của các giám mục hoàng tử ban đầu được xây dựng vào năm 1219. Khi quyền lực tạm thời làm lu mờ đức tin tôn giáo, các giám mục hoàng tử nghĩ rằng họ cần những nhà nghỉ trang nghiêm hơn để từ đó cai quản công quốc. Gần biên giới Séc, vườn quốc gia rừng Bavaria có diện tích hơn 24.000 hecta. Với 1.300 mét đường đi bộ, con đường phía trên những ngọn cây này dài nhất thế giới. Đi bộ trên cao 25 mét so với mặt đất, du khách có tầm nhìn ngoạn mục từ tán cây. Nhờ một đoạn đường dốc quanh co, tòa tháp cao 44 mét này được thiết kế để mọi người có thể tiếp cận. Lối đi này cho phép du khách khám phá khu rừng từ một góc nhìn rất khác lạ. Trong khu rừng rộng lớn này có một khu bảo tồn thiên nhiên. Các loài động vật từng cư trú trong khu vực có thể được nhìn thấy ở đây, chẳng hạn như bò rừng châu Âu. Đây là một gia đình linh miêu. Những con vật họ mèo này đã biến mất khỏi công viên nhưng được đưa trở lại thành công vào năm 1990. Và linh miêu đã có thể sinh sản một cách hiệu quả trong tự nhiên. Người Đức và người Séc tuy nhiên vẫn cảnh giác, là nạn nhân của những kẻ săn trộm và sự phân mảnh môi trường sống, loài vật này vẫn đang bị đe dọa. Loài cú thật đáng buồn cũng ở trong tình trạng tương tự và sự sống còn của nó vẫn bấp bênh. Xa hơn về phía bắc, sông Danube đôi khi trải dài trên các cánh đồng và nông nghiệp được hưởng lợi từ vùng đất giàu phù sa này. Ở Regensburg, chúng tôi tìm thấy một Ludwig khác của xứ Bavaria. Nhưng lần này, đó là vua Ludwig I. Ông cũng là một nhà xây dựng tuyệt vời. Ông đã cho xây dựng ngôi đền Walhalla nổi tiếng. Ngôi đền bằng đá cẩm thạch tân cổ điển này được xây dựng tại Donaustorf trong khoảng thời gian từ năm 1830 đến năm 1840. Nhà vua muốn xây dựng một đài tưởng niệm những người đàn ông và phụ nữ đã tạo nên nền văn minh Đức. Regensburg, trước đây được gọi là Ratisbon, là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Đức. Vùng sông Danube này đã có người định cư trong thời kỳ đồ đá. Nhiều cuộc khai quật khảo cổ đã hé lộ quá khứ xa xôi của nó. Vào năm 2006, những ngôi mộ của người Celtic có niên đại khoảng 400 năm trước công nguyên đã được tìm thấy cách các bức tường của một pháo đài La Mã cổ đại không xa. Trong thời kỳ Merovingian, Regensburg là một thành phố quan trọng trong lãnh địa Bavaria, đó là trung tâm của dòng tộc cầm quyền. Nó đóng một vai trò quan trọng trong trao đổi thương mại giữa Ý, Bohemia, Nga và Byzantium. Nhà thờ Regensburg được thành lập vào năm 1273. Các ngọn tháp của những tòa tháp bên ngoài đã được thêm vào sau đó. Tòa nhà chứa một trong những bộ sưu tập cửa sổ kính màu thời Trung Cổ lớn nhất ở Đức. Trung tâm lịch sử của thành phố là di sản thế giới UNESCO. Sau chiến tranh thời Napoleon, thành phố đã trải qua sự hồi sinh. Việc xây dựng một cảng biển là điều quan trọng, đặc biệt là để nhập khẩu dầu thô từ Rumani. Regensburg có một số địa điểm đáng ngạc nhiên, ví dụ như nhà nguyện Carolingia này được biến đổi và trang trí tuyệt đẹp vào thế kỷ thứ 18. Trong những năm 1930, nhiều cư dân của thị trấn đã tập hợp xung quanh thị trường Otto Hip để chống lại đảng quốc xã. Hip đã bị loại khỏi văn phòng vào năm 1933 và những người ủng hộ ông đã bị trục xuất hoặc bị xử tử.
Nhà hàng Vuskosho đã 500 năm tuổi, nó được cho là nơi bán hàng mang đi lâu đời nhất ở châu Âu. Xúc xích nướng vẫn được cung cấp trên lớp lót dưa cải, kèm theo một tạt huyền thoại và tất nhiên được ăn cùng với bia. Gần Regensburg, hội trường giải phóng và Kelm vẫn là một bằng chứng đáng ngạc nhiên khác về tinh thần của vua Ludwig I xứ Bavaria. Ngự lãm ven sông Danube, tòa nhà hùng vĩ này đã được dựng lên để kỷ niệm chiến thắng của quân đội Pháp trong chiến tranh Napoleon. Gần thị trấn, sông Danube chảy theo một lộ trình ngoạn mục và hoang dã. Tu viện Venterburg trên bờ sông Danube được thành lập vào khoảng năm 600 sau Công nguyên bởi các nhà sư từ Burgundy và Scotland. Đó là tu viện lâu đời nhất ở Bavaria. Tiếp tục hành trình về phía Tây Bắc, chúng tôi đến Franconia Jura. Ở đây địa hình rõ rệt hơn so với ở các thung lũng sông Danube và cao nguyên lớn được dành riêng cho cây trồng. Gần làng Hitzhofen, các trang trại trở nên ít phổ biến hơn, thường khó tìm được người kế thừa các trang trại vốn không còn sinh lời. Tuy nhiên, gia đình Meyer vẫn quay trở lại nông trại của gia đình và cải tạo nó thành một khách sạn. Họ cung cấp dịch vụ nấu ăn đồng quê chất lượng cao, thu hút người dân thành phố sẵn sàng khám phá phong cách sống nông thôn. Tất cả các món ăn được làm bằng những nguyên liệu thu hoạch từ các cánh đồng gần đó. Nhà Meyer thậm chí đã lắp đặt một rạp chiếu phim ngoài trời, chiếu những quang cảnh liên tục của khu rừng và cánh đồng xung quanh. Gần đó là Neumarkt, một trong những thành phố lớn hơn ở thượng Palatinate, nằm trên con kênh Ludwig lịch sử. Neumarkt là một trong những thành phố đầu tiên công nhận đạo Tin Lành. Thành phố cũng chịu đựng nhiều thiệt hại do các cuộc tấn công ném bom hủy diệt trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, trung tâm của thành phố đã được khôi phục một phần. Thành phố cổ này đã trải qua những thay đổi sâu sắc. Norbert Wittmann chuyên bán các sản phẩm từ thịt lợn. Ông là một trong những người bảo vệ nhiệt tình nhất đối với truyền thống và các sản phẩm địa phương. Ông chuyên sản xuất Weisswurst, một loại xúc xích trắng của Bavaria. Ông còn giảng dạy cách chế biến các món ăn trong ẩm thực truyền thống. Chúng tôi luôn rất cảnh giác với bất cứ điều gì xảy ra trong khu vực, cũng như ở phần còn lại của Bavaria và nước Đức, liên quan đến sự biến mất của nhiều người bán thịt lợn và các tiệm bánh từng là một phần văn hóa và truyền thống của chúng tôi. Chỉ riêng ở Bavaria đã từng có 14.000 người kinh doanh thịt lợn, ngày nay chỉ có khoảng 3.000 và khoảng 150 người ngừng kinh doanh mỗi năm. Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải hành động. Đó là một phần trong nền văn hóa của chúng tôi và nó đang nhanh chóng lụi tàn. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo tồn kiến thức này và di sản này. Kỹ năng chế biến xúc xích đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi bắt đầu cho thịt bê vào, chủ yếu là thịt bê. Sau đó cho thêm một chút mỡ lợn. Mỡ lợn rất quan trọng. Thành phần gồm khoảng 50% thịt bê.
25% mỡ lợn và 25% nước đá nghiền. Dùng băng đá nghe có vẻ lạ, nhưng nếu không có nó, thịt sẽ bị nấu vì sức nóng tạo ra khi máy hoạt động. Hành, thảo mộc và gia vị sau đó được thêm vào. Tiếp đến, lòng lợn được sử dụng để bọc xúc xích. Bây giờ, xúc xích đã sẵn sàng để luộc. Thời gian luộc khoảng 25 phút trong nước. Xúc xích được đưa thẳng đến quầy trong cửa hàng ở bên cạnh bếp. Cơ sở này cũng có một nhà hàng phục vụ món ăn truyền thống có thành phần chính là xúc xích Weisswurst và các loại rau, hành tây, khoai tây và bánh chiên. Món ăn được trộn một chút mù tạt đặc biệt. Sau đó, một quả trứng ốp lép được đặt lên trên cùng. Sau khi thăm vùng nông thôn ven sông Danube ở phía Nam, chúng tôi đến một tu viện dòng thánh Benedict khác. Khi tu viện được thành lập vào năm 1129, khu vực này rất thưa thớt dân cư. Trong thế kỷ trước, tu viện Plantestin điều hành một trường trung học. Nhưng khi trường nội trú đóng cửa, các tu sĩ phải tìm một phương tiện sinh kế mới. Một số phong cách kiến trúc khác nhau từ Gothic đến Baroque được áp dụng trong nhà thờ. Các công trình xây dựng chính đã được thực hiện trong thế kỷ thứ 17 để hồi sinh hoạt động ở tu viện vốn đã phải chịu đựng nhiều thiệt hại trong các cuộc chiến tranh và do việc quản lý kém. Ngày nay các tu sĩ điều hành một trang trại, họ làm bia hữu cơ và phô mai. Các sản phẩm hoàn toàn hữu cơ của họ rất nổi tiếng trong khu vực và công việc với chất lượng cao cho phép họ mở một cửa hàng giúp bổ sung ngân sách của tu viện. Nhờ có một con kênh và một dòng sông, cư dân trong vùng nhanh chóng phát triển các cối xay nước để tự sản xuất điện. Tại Dufort, gia đình Renard đã sử dụng năng lượng thủy lực từ năm 1897. Họ đã phát triển một hệ thống tua bin khéo léo cung cấp điện cho máy mài. Đó là cối xay nước cuối cùng còn hoạt động trong vùng. Ngày nay, nó đem lại cho du khách cái nhìn thoáng qua về quá khứ. Tầng trên là nơi trưng bày các máy khác nhau từng sử dụng nguồn nước để xay ngũ cốc. Chúng tôi đang ở Munich, thủ phủ của Bavaria. Đó là thành phố lớn thứ ba ở Đức. Các mặt tiền, nhà thờ và những bức tường màu pastel tạo ra một sự pha trộn kỳ lạ, mang lại cho thành phố một diện mạo kiểu Ý và danh tiếng là một trong những thành phố đẹp nhất ở Đức. Trung tâm thị trấn là nơi tập trung của lịch sử. Ludwig I xứ Bavaria tích cực thúc đẩy các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mặc dù các cuộc ném bom trong chiến tranh đã gây nhiều thiệt hại cho trung tâm lịch sử này, hầu hết các tòa nhà đã được khôi phục cẩn thận. Thành phố có nhiều bảo tàng nổi tiếng được người dân khắp châu Âu biết đến, nhưng các quận ngoại thành cũng rất quan trọng. Một trung tâm công nghiệp quan trọng, Munich, là trụ sở của nhiều công ty ô tô và hàng không lớn.
Có nhiều khu vực dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố, chúng cho phép mọi người yên tâm đi bộ xung quanh như ở đây trên quảng trường Massachusettsplatz. Đường phố rộng rãi, Munich được thiết kế với nhiều đại lộ lớn. Marienplatz đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Mọi người đến đây để chiêm ngưỡng những kỳ quan của địa phương, đặc biệt là Glockenspiel. Hệ thống đàn chuông nổi tiếng ở mặt trước, tòa thị chính mới, xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 20. Mỗi ngày vào lúc 11 giờ sáng và 5 giờ chiều, cuộc trình diễn bắt đầu. Nó mô tả một cuộc hôn nhân hoàng gia và một giải đấu thời Trung Cổ. Sự kiện tiêu biểu nhất ở Munich là lễ hội tháng 10, lễ hội bia được tổ chức vào mùa thu. Người dân địa phương gọi nó là đồng cỏ, cái tên liên quan đến đồng cỏ rộng lớn nơi lễ hội diễn ra. Vào giữa buổi chiều, một dòng du khách liên tục kéo đến bằng tàu hỏa và tàu điện ngầm. Họ thường mặc trang phục truyền thống. Trong hơn 10 ngày diễn ra sự kiện, gần 7 triệu người ghé thăm Theresienwiese, đồng cỏ nơi diễn ra lễ hội.